Nhặt mảnh gỗ ẩm mốc hình đôi cánh mang về định chặt làm củi nhóm bếp thì hàng xóm sang ngăn kịp, nhà giàu to rồi. Tình cờ nhặt được mảnh gỗ mục nát trên vách núi treo leo, không ngờ nó giúp cả nhà đổi đời trong khoảnh khắc. Theo đó, ông Lý thường xuyên lên rừng chặt củi và một hôm ông tình cờ nhìn thấy một mảnh gỗ lớn hình đôi cánh kỳ lạ. Thoạt nhìn, mảnh gỗ trông có vẻ mục ruỗng và ẩm mốc, nhưng vì đã mất công lấy từ vách núi xuống nên ông Lý mang về nhà. Vừa về đến nhà, ông Lý định lấy dao chặt mảnh gỗ ra thành vụn nhỏ để nhóm bếp. Nhưng không ngờ đúng lúc đó có một người hàng xóm đi qua liền ngăn cản. Sau khi quan sát kỹ được một lúc, người này mới cho biết đây chính là loại gỗ cây nhai bách quý hiếm và có giá trị cực kỳ lớn. Nghe người hàng xóm nói vậy, ông Lý cũng ngờ vực nên đã lấy cưa cắt đôi mảnh gỗ này ra. Quả thực, cả mảnh gỗ tùng bách trải qua bao năm tháng không hề có vết rạn nứt mà nổi lên từng đường vân gỗ tuyệt đẹp. Phần rễ cây nhai bách ăn sâu vào trong vách đá cực kỳ khó để đào ra nguyên khối. Trải qua hàng ngàn năm, chúng đã cứng lại và rắn chắc, không khác gì một khối đá, khiến người đàn ông nhầm tưởng từ ánh mắt đầu tiên. Nhìn bề ngoài, đây giống như là mảnh gỗ chết, mục ruỗng vô giá trị. Ngay sau đó, thông tin về ông Lý nhặt được loại gỗ quý hiếm được lan truyền khắp nơi. Các thương gia đến tận nhà ông Lý để đòi mua. Trong đó, một người bạn thân nhất của ông ra giá cho mảnh gỗ lên đến 1,3 tỷ. Ông Lý đã vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ sau một đêm, cả gia đình ông bỗng chốc đổi đời chỉ nhờ một mảnh gỗ mục ruỗng. Được biết, loại cây nhai bách là một loại gỗ có vân thớ đẹp, dễ chế biến gia công, có thớ gỗ dọc và đặc biệt gỗ có khả năng chịu nắng mưa rất tốt, để ngoài trời hàng trăm năm không hỏng. Gỗ nhai bách tác ra mùi thơm dịu dịu. Ở Nhật Bản, hương thơm nhai bách được gọi là vitamin không khí và được các chuyên gia về ung thư sử dụng để điều trị và cải thiện sức khỏe cho bệnh nhân. Hương thơm gỗ có thể cải thiện tâm trạng, tăng cường sức đề kháng, cải thiện hệ miễn dịch của người bệnh. Những điều đặc biệt ấy khiến nó trở thành thứ gỗ quý. Tương truyền rằng, nhai bách là loài gỗ quý, xưa kia chỉ có bậc đế vương mới được sử dụng. Hương nhai bách dầu quyện vào làn da cung tầng mỹ nữ khiến các bậc đế vương say đắm. Nhỏ vài giọt tinh dầu nhai bách vào nước tắm là một trong những cách xuất nước hoa của các cung tầng mỹ nữ xưa kia. Hiện nay, nhai bách là loài sống tự nhiên không thể trồng nhân tạo nên nó có số lượng nhỏ. Đặc biệt, dòng nhai bách trên vách núi có số lượng rất ít nên vô cùng quý hiếm. Giá trị gỗ rất cao, thường đến hàng tỷ đồng. Nó chủ yếu được khai thác phần gỗ để tạo ra các sản phẩm thủ công mỹ nghệ như tượng gỗ nghệ thuật, hạt vòng hoặc khai thác lấy bột gỗ.